Nhân dịp chị gái Nhiêu tới thăm nên tôi sẽ cho một cú chí mạng phần 2. Anh ơi, bây giờ mình có chân thôi. Em lấy nước rửa chân cho anh nè. Để chân xuống. Để chân cái gì chảy, em bày trò gì đó nha. Trời trời đất ơi, biết rồi, bày trò bày ơ nữa. Cái chân túi ình mà bắt con nhỏ rửa chân. Con nhà anh không phải là bắt rửa chân đâu. Cái nào cái trời gì vậy? Trời. Bánh đâu, nước đâu, rửa chân gì mà nhẹ quá vậy? Trời. Nè, cái này đi. À, anh quán em sợ quá à. Lại. Em ơi, cái bánh này đi nè. À, chân, ai sang lửa à chân. Dạ hơi chán xíu. À sao quay cái mày vậy? Lấy cái gì đó cho nó coi đi. Nhìn trời coi cái gì? Lấy cái gì đẹp lên. Em muốn coi cái gì? Dạ em muốn coi phim hoạt hình. Rồi lấy cái phim hoạt hình. Mở nó coi. Mày dụ tôi lên nó chuột chứ. À? Sao anh dặn em dữ vậy? Nó xà đầu anh coi phim hoạt hình. Nhẹ nhàng chiều mến. Coi đi. Sao anh quán em to vậy hả? Nhân dịp chị gái người yêu tới thăm nên tôi sẽ cho một cú chí mạng. Anh Trang, anh có còn uống trà sữa này nữa không? Anh không uống nữa hả? À? Em đang làm cái gì vậy? Em uống trà sữa. Trời ơi, ngon quá đi. Em làm cái trò gì vậy? Em bị điên hả? Hả? Ngon mà. Em mua cái khác đi, uống cặn gì nữa. Oh!